Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tổ chức UNESCO đã nhấn nút khai trương website Hà Nội thành phố sáng tạo. Đây là bước đi đầu tiên nhưng có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu nâng cao tầm vóc và tạo dựng hình ảnh mới hấp dẫn cho thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là màn thả chim bồ câu và bóng bay vì hòa bình, tiếp đó lễ diễu hành với sự tham gia của khoảng 10.000 người đi xung quanh khu vực phố đi bộ hồ gươm, khu vực quảng trường sân khấu tượng đài lý thái tổ, quảng trường đông kinh nghĩa thục, ngã tư bà triệu, hàng khay, ngã tư hàng bài chẳng tiền. Lễ tình kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là thành phố vì hòa bình được coi là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động quảng bá thủ đô Hà Nội. Đối với mình thì Hà Nội là một thành phố hòa bình. Mình thấy là đi dạo quanh bờ hồ này thậm chí là mình có thể tự cầm điện thoại trên tay, đeo phụ kiện rất nhiều mà cũng không sợ cái sự là gọi là mất an toàn. Ví dụ như cướp giật các thứ gì đấy. Giải thưởng UNESCO Thành phố vì hòa bình trao 2 năm một lần cho thành phố tiêu biểu của mỗi châu lục nhằm tôn vinh những thành phố đã có nhiều thành tựu trong quảng bá văn hóa hòa bình. Hà Nội được UNESCO vinh danh và trao giải thưởng Thành phố vì hòa bình vào năm 1999 vì đã có những thành tựu trong quá trình đổi mới và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng. Cho đến nay, Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO trao tặng danh hiệu này. Đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa cũng như khát vọng vì hòa bình của người dân thủ đô. Cũng trong không gian phố đi bộ bờ hồ, tại phố Lê Thạch sẽ có không gian trưng bày làng hiếu nghị. Các đại sứ quán sẽ tham gia các gian hàng giới thiệu văn hóa các nước, nghệ nhân giới thiệu trưng bày các sản phẩm của đại sứ quán các nước có mặt tại Việt Nam như Ấn Độ, Lào, Đông Timor và nhiều nước khác. Tại đây du khách có thể trải nghiệm văn hóa ẩm thực và những sản phẩm truyền thống độc đáo từ các nước nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội thành phố vì hòa bình. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình lần này, đặc biệt là tại không gian văn hóa ẩm thực Hà Nội và tỉnh Quảng Nam, các nghệ nhân ẩm thực của hai tỉnh thành phố sẽ tham gia giới thiệu các gian hàng ẩm thực trong không gian văn hóa của cung thiếu nhi Hà Nội với tổng cộng 18 gian hàng được trưng bày, giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu như phở, chả cá, bánh cuốn tại khu nhà bát giác giới thiệu ẩm thực quảng nam với các món mì quảng cao lầu cơm gà đến đây du khách sẽ được cảm nhận các món ăn dân dã của cả hai miền bắc trung với những món ăn mang tính biểu tượng của cả hai thành phố